Thông tin mới vụ cô gái được cầu hôn lãng mạn tối hôm trước hôm sau phải cầu siêu, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Văn Minh. Chiều ngày 18 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Phan Văn Minh, 27 tuổi, trú xã Tân Lập, huyện Con Rẫy, tỉnh Con Tung, về tội đăng xuất người. Minh là đối tượng đã xuống tay với chị Y 23 tuổi, trú huyện Đắc Lây, tỉnh Con Tung, tại một nhà nghỉ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Theo thông tin ban đầu, mình đến Đà Nẵng ngày 14 tháng 10, thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Trưa ngày 16 tháng 10, Minh và chị Y Hát phát sinh mâu thuẫn tình cảm nên Minh dùng hai con dao đâm nhiều lần vào người bạn gái làm nạn nhân đang xuất tại chỗ. Gây án xong, Minh rời khỏi nhà nghỉ, lẫn trốn tại khu vực đồi núi ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, và uống thuốc diệt cỏ để đăng xuất nhưng không thành công. Sau 4 giờ truy tìm, công an Đà Nẵng bắt giữ được Minh và đưa đến bệnh viện điều trị. Căn cứ vào tình hình sức khỏe của đối tượng, công an đã tống đạt các quyết định khởi tố để tiếp tục điều tra.